Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Một lần nữa chúng tôi đang đứng hiện diện tại 8200 phòng sinh hoạt của thành phố Westminster. Và hôm nay đặc biệt có buổi hội luận của Mẹ Nấm, Như Quỳnh Mẹ Nấm. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của thị trưởng Tạ Đức Chí. Ông luôn luôn có mặt ở những cái cuộc đấu tranh, tham dự vào những cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta. Và ngày hôm nay đặc biệt về cái ngày được gọi là cái ngày buổi hội thảo đấu tranh có sự hiện diện của Mẹ Nấm, thì ông có thể cho biết cảm nghĩ của ông tại sao ông có mặt ngày hôm nay tại đây? Dạ, rất là vui hôm nay chúng tôi cùng với lại nghị viên Nguyễn Mạnh Chí cũng như là có sự có mặt của Phó Thị trưởng Kimberly Hồ, thì chúng ta thấy được các dân cử tại thành phố Westminster đã có mặt cùng với lại rất nhiều đồng hương, các tổ chức hội đoàn để chúng ta tham dự, để chúng ta nghe những lời chia sẻ của một nhà tranh đấu mà chúng tôi có thể nói là nổi tiếng của thế giới, tức là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để mà chúng ta có thể cùng nghe những lời chia sẻ của bà, cũng như chúng ta hiểu được những thử thách, những hy sinh mà bà đã trải qua. Và chúng ta thấy được cái điều quan trọng hơn hết là cộng đồng tập thể người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới, chúng ta hãy tiếp tục, chúng ta gìn giữ, chúng ta trân quý, chúng ta bảo bọc, cũng như chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ cho những tiếng nói tranh đấu như là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để chúng ta gìn giữ cái sức tranh đấu của chúng ta, để hy vọng là đây là những biểu tượng, những hình ảnh tranh đấu cho Việt Nam dân chủ tự do trong tương lai. Dạ vâng, thưa quý vị, mặc dù là buổi lễ chưa được bắt đầu, nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy trong căn phòng này đã được kín và đồng thời có rất nhiều cơ quan truyền thông ở đây. Đặc biệt là chúng tôi biết rằng là với vai trò là thị trưởng của thành phố, ông đã giúp rất nhiều trong những cái vấn đề mà chống cái vấn đề lan tràn của cộng sản trong thành phố Westminster. Chúng tôi biết rằng là với vai trò thị trưởng, ông cũng sẽ cố gắng để mà làm việc với lại đồng viện để có những cái nghị quyết làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn được hơn. Khi mà trong quá khứ ông đã làm bao nhiêu chuyện đó, kể cả cái vấn đề mà chấp nhận cho cái việc mà xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và những cái tượng đài của các vị năm vị tuấn tiết anh hùng của chúng ta. Trong tương lai thì chúng tôi hy vọng rằng là ông cũng sẽ cố gắng cùng với lại đồng viện để mà làm việc, cố gắng làm sao để chúng ta có thể giúp cho những người mà đấu tranh bên Việt Nam nữa, phải không ạ thưa? Dạ, chúng tôi rất là đồng ý với lại nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Lập trường của hội đồng thành phố Westminster lúc nào cũng đi sát với lại nguyện vọng của tập thể người Việt tị nạn hải ngoại, và chúng ta thấy được nguyện vọng của tập thể người Việt tị nạn hải ngoại là chúng tôi là tập thể người Việt, chúng ta muốn là các chính quyền địa phương sẽ luôn cùng với lại tập thể chúng ta tranh đấu để chúng ta có được một Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai. Dạ vâng, chúng tôi tin tưởng điều đó là bởi vì chúng tôi biết rằng là thành phố Westminster cũng giống như một thủ phủ của người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại ở đây. Và ông đang là với vai trò là thị trưởng của thành phố Westminster, chúng tôi tin tưởng rằng sự việc đó sẽ được thành đạt, và chúng tôi mong mỏi được như vậy. Xin được cảm ơn ông đã có hiện diện trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Xin kính mời quý vị đứng lên, chúng ta chuẩn bị đi chào kỳ tổng ca. Sau đây xin chúng ta cùng dành một phút để tưởng nhớ đến tất cả những người con của mẹ Việt Nam đã hy sinh vì lý tưởng tự do và vì sự độc lập của dân tộc. Trong buổi hội ngộ hôm nay, chúng ta cũng dành thời gian để nghĩ đến tất cả những người tù nhân lương tâm hiện vẫn còn đang sống trong lao tù, gia đình của những người tù nhân lương tâm, những người đã quá cố, và mong là sẽ sớm có một ngày đất nước được tự do, thanh bình, để cho người dân Việt Nam có tìm thấy công lý và nhân quyền.
Thì tôi rất là blogger hành nhân, là trong mạng lưới blogger Việt Nam. Thì hôm nay là tôi và blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua đây được dịp để mà có thể gặp gỡ và chia sẻ với quý vị. Cái buổi gặp hôm nay là cái buổi gặp gỡ thân mật và để mà chia sẻ tâm tư tình cảm của mẹ nấm dành cho cộng đồng người Việt đồng hương ở Cali này. Và đây là một cái buổi mà nhóm thân hữu ở Cali và mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức. Thì hôm nay rất là đông đảo mọi người đã dành thời gian để mà tới gặp mặt, thì chúng tôi rất lấy làm vui mừng và xin chân thành cảm ơn quý vị. Sau đây là phần giới thiệu của quan khách. Xin kính chào quý đồng hương. Ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông bà thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bà phó thị trưởng Kimberly Hồ thành phố Westminster, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, nghị viên thành phố Washington. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Phan Thanh Châu, phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Việt Nam của Dân đảng và Phái đoàn. Ông Nhan Hữu Mai, ủy viên Trung ương Việt Nam của Dân đảng và Phái đoàn. Ông Tống Văn Thắng, đảng Hưng Việt. Ông Ngô Doãn Tiên, Tổng Thư ký Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng. Ông Vũ Anh Dũng và Phu Nhân, Bí Thư Khu Bộ Nam Cali, Việt Nam của Nhân Đảng. Giáo sư Trần Đức Thanh Phong. Luật sư Nguyễn Văn Giỏi, đồng sáng lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Ông Ngô Văn Hiếu, đồng sáng lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ông Vũ Hoàng Hải, đại diện khối 8406. Ông David Trịnh, cựu quân nhân, không quân. Ông Phan Tấn Ngu, Tổng hội Cảnh sát Quốc gia. Ông Phạm Đình Sang, Hội Bưởi Chu Văn An. Ông Hoa Thế Nhân, Chủ tịch Cao Đài Học Viện. Ông Phạm Thuần, đại diện Phật giáo Hòa Hảo Nam Cali, mục sư Lê Minh. Và chúng tôi cũng có sự hiện diện của nhà báo Nghệ Lữ và Phu Nhân, câu lạc bộ truyền thông báo chí Bắc Cali cũng đã đến đây ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của nhà báo Thanh Huy, đại diện cho Việt Báo, nhà báo Độc Lập Vinh Vũ, ông Kiệt Lâm, đại diện cho CBN TV, và anh Nguyễn Đại Nam, đại diện cho đài truyền hình SBTN. Ông Nguyễn Tự Minh, Việt Nam Library Network of Orange County. Ông Việt Hưng, Phố TV. Cô Ngọc Hân, đài Hồ Việt TV. Nhà báo Thanh Phong, báo Biển Đông. Ký giả Lâm Hoài Thạch, báo Người Việt. Vi Trần, Sài Gòn Times. Man Nguyễn, Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam. Nhà văn Chu Tất Tiến. Có nhạc sĩ Việt Khang ngày hôm nay. Ông Nguyễn Hằng Long, cố vấn cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Ông Lê Tự Hà, phó bí thư Việt Nam của Dân đảng. Nghị viên Phát Bùi ấy, và cũng có nhận thấy sự hiện diện của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Cũng như là chúng tôi sẽ cập nhật sau. Xin mời, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thì có lẽ mọi người đều biết đến blogger mẹ nấm rồi, nhưng mà có thể là có nhiều người vẫn còn thắc mắc là tại sao là lấy nickname là mẹ nấm, rồi cái quá trình tại sao một người phụ nữ rất là bình thường như bao người phụ nữ khác, là người mẹ đơn thân với hai đứa con, mà lại có một cái sức mạnh kiên cường và dám hy sinh rất nhiều để mà có thể cất lên tiếng nói của mình. Thì sau đây là cái đoạn clip của mạng lưới blogger Việt Nam làm để giới thiệu về blogger mẹ nấm.
While Nguyen cannot join her fellow women of courage at this ceremony, we admire her for refusing to be silenced and her defense of freedom of expression. Nguyen is being honored for her resoluteness to expose injustices and corruption and using her voice to stand up for the protection of people's rights and freedoms. China sentiment rattled authorities. They come suddenly in at least 20 people. To your mother's house? Yeah, at midnight. They arrested you? Yeah. Immediately arrest. For what? Because I'm abusing my democratic freedom. Video ngắn và cập nhật. Để cập nhật thì chúng tôi nhận thấy có luật sư Trịnh Hội là executive của director của Voice cũng có mặt ngày hôm nay, và chúng tôi cũng nhận thấy có nhà báo phóng viên Tâm An là một phóng viên tự do trên mạng internet, cũng như phóng viên Trương Quốc Huy cũng là một phóng viên tự do trên mạng internet của Anten TV. Dạ, chân thành cảm ơn. Vâng, xin chào các cô, các chú. Dạ, xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị ở đây. Đặc biệt xin cảm ơn đại diện của Hội đồng thành phố, các anh chị, anh Trí, chị và các bác, các cô chú. Và xin thứ lỗi là mình không kịp nhớ tên mọi người. Dạ, xin mời mọi người ngồi ạ. Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị và tất cả các quý vị, ngày hôm nay Quỳnh có mặt ở đây. Mục đích chính của buổi gặp gỡ này đó chính là Quỳnh muốn thay mặt mẹ, hai con và gia đình Quỳnh xin tri ân, cảm ơn tình cảm, sự yêu quý và sự ủng hộ mà quý vị đã dành cho Quỳnh và gia đình trong suốt thời gian qua. Sự hiện diện của Quỳnh có mặt ngày hôm nay, Quỳnh nghĩ đó sẽ là câu trả lời cho những ai yêu tự do, cho những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người Việt hải ngoại vì những người đang tranh đấu cho nhân quyền. Và Quỳnh có mặt ở đây giống như lúc nãy có một cái phần ở cái phần chào hỏi vào cửa, có hai tờ giấy mà Quỳnh muốn được tiếp tục được các bác, các cô chú và các anh chị ở đây cùng đồng hành, đó là tranh đấu cho tự do của chị Trần Thị Nga và anh Trần Minh Duy Thức. Có thể tất cả các quý vị sẽ nghĩ rằng là chúng ta miệt mài bao nhiêu năm nay rồi những người tranh đấu khác cũng sẽ bị bắt, sẽ bị kết án, và thậm chí sẽ có lúc chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi vì làm hoài có được cái gì đâu. Nhưng mà Quỳnh nghĩ khi với cái bản án 10 năm tù mà Quỳnh có thể đứng ở đây sau 2 năm 7 ngày để nói lời tri ân với đồng hương của mình, đó chính là chiến thắng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, Quỳnh cũng xin phép xin các bác, các cô chú và các anh chị thứ lỗi và bỏ qua những thiếu sót của Quỳnh và mạng lưới blogger Việt Nam trong buổi tổ chức, cũng như nhóm thân hữu các anh chị đã yêu quý và tổ chức giúp Quỳnh cái buổi này. Đặc biệt là về cá nhân của Quỳnh, vì Quỳnh sinh sau năm 1975, Quỳnh sinh năm 1979, cho nên Quỳnh bị giáo dục trọn vẹn nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa, cho nên cái cách Quỳnh sử dụng ngôn ngữ theo thói quen vì bị giáo dục như vậy, và cái cách Quỳnh sử dụng ngôn ngữ có thể sẽ không vừa tai, sẽ không đúng theo những gì mà mọi người thường nghe mọi
mọi người thường sử dụng. Thì xin mọi người thứ lỗi và bỏ qua cho Quỳnh cái lỗi đó ạ. Quỳnh sẽ cố gắng sửa trong thời gian tới. Trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam lên có một vài phát biểu và trao giải thưởng mạng lưới nhân quyền năm 2017 cho blogger mạng lưới. Kính thưa quý vị, hơn một năm trước cũng ngay tại hội trường này, mạng lưới nhân quyền Việt Nam có cái sự vinh dự trao tặng giải nhân quyền Việt Nam 2017 cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và ngày hôm đó cũng ngay tại hội trường này, rất nhiều quý vị tham dự ngày hôm đó đã có cái ước mơ là một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp hội ngộ với cô. Thì hơn năm nay qua, cái lời mong ước đó đã trở thành sự thật. Ngày hôm nay tôi xin được thay mặt cho mạng lưới nhân quyền, xin mời giáo sư Đỗ Anh Tài là trưởng ban giám sát của mạng lưới nhân quyền và cũng là một những vị đã sáng lập ra giải nhân quyền Việt Nam vào năm 2002. Thay mặt cho tất cả những người mạnh thường quân, các đồng hương từ trên khắp thế giới và xin gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi trên mạng, tất cả những người đã tham gia, các người bạn, anh chị em đã cùng nhau ủng hộ cho cô mẹ nóng của Ngọc Như Quỳnh cũng như là cho các anh chị em trong mạng lưới bloggers Việt Nam. Xin trao tặng cái giải nhân quyền Việt Nam năm 2017 như là một cái sự để vinh danh sự hy sinh và đóng góp của cô. Trong suốt hơn 10 năm qua, cá nhân tôi cũng như tất cả các anh chị em, bạn, hữu, thành viên của mạng lưới nhân quyền và gần như là tất cả những đồng hương tại Hoa Kỳ đều theo dõi công việc của Quỳnh và của các anh chị em ở trong mạng lưới bloggers Việt Nam. Và chúng tôi xin nhân cái dịp này để mà nói lên cái sự lòng biết ơn của đồng bào hải ngoại đối với sự hy sinh của Hi cô, của gia đình cô và của tất cả những người mẹ, những người vợ, những người chị của đã tham gia vào cái, trong cái cuộc đấu tranh này để mang lại công lý, tự do và nhân quyền cho đồng bào chúng ta. Và một lần nữa xin vinh danh cô. Xin cảm ơn anh Bình, cảm ơn bác và cảm ơn mạng lưới nhân quyền. Phần thưởng này được trao cho Quỳnh năm 2017 và đến bây giờ khi Quỳnh có thể nhận cái phần thưởng này ở ngay tại Mỹ, đó là một phép màu và là thành quả của sự nỗ lực vận động và của tất cả những người đã yêu quý ủng hộ cho cá nhân Quỳnh nói chung, cho các hoạt động của mạng lưới blogger Việt Nam nói chung và cho tất cả các anh chị em tranh đấu. Quỳnh là một cá nhân được mọi người chọn trao giải và Quỳnh cũng mong muốn rằng năm 2019, năm 2020 sẽ không có cái giải thưởng nỗ lực vì nhân quyền, vì chúng ta đã có nhân quyền. Và muốn như vậy thì tất cả chúng ta, những người có mặt ở đây và mọi người Việt trên thế giới còn phải cố gắng hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người ạ. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam long trọng trao tặng giải nhân quyền Việt Nam năm 2017 đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mẹ nấm, để vinh danh sự hy sinh của bà cho quyền làm người của mọi người dân Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi xin được kính chào Phó Thị trưởng Kim Lê Hồ và xin chị có thể gửi lời chào đến quý khán thính giả của CBN. Dạ thưa Kimberly, xin kính chào quý khán thính giả của đài và chào anh nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Về cái cảm tưởng và cái suy nghĩ tại sao Phó Thị trưởng lại có mặt ngày hôm nay ở đây để mà cùng đồng hành với tất cả bao nhiêu người ở đây? Dạ, như anh biết, chúng ta đã nghe tin mẹ nấm Như Quỳnh đến Mỹ, nhưng mà cô ta lại đến ở bên Houston, định cư ở bên Houston, miền Nam Cali của chúng ta, thì rất là mong để nghe những câu chuyện cô ta
có thể kể lại trực tiếp cho chúng ta nghe. Ngày hôm nay là ngày mà Kimberly nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta ai cũng muốn đến để tham dự, chờ đón, để gặp gỡ mẹ nắm và để nghe những câu chuyện đó. Rất là inspirational anh, tại vì ở bên Mỹ này chúng ta có những cái tự do như là tự do ngôn luận mà chúng ta không có exercise, hoặc là có đôi khi chúng ta không nghĩ đến, phải không anh? Anh có đồng ý không? Dạ. Chúng tôi biết rằng là Phó Thị trưởng đến đây hôm nay trong cái vai trò là một người cùng đồng hương, và nghĩ tới như là Phó Thị trưởng mới nói về mẹ nấm, như Quỳnh mẹ nấm. Nhưng mà bên cạnh đó, Phó Thị trưởng cũng là một người Phó Thị trưởng của một thành phố. Thì trong tương lai, Phó Thị trưởng có nghĩ ra được một cái vấn đề gì trên vấn đề chính quyền của thành phố có thể giúp đỡ được cho những người như vậy không ạ? Dạ, trước hết thì Kimberly nghĩ rằng là một người phó thị trưởng của thành phố, chúng ta khi nào cũng theo những cái ước nguyện của dân, đúng không anh? Anh là nghị viên thì anh cũng biết là chúng ta đứng cùng với dân, chúng ta tranh đấu. Ngoài ra thì mình biết rằng mình tranh đấu cho tự do dân chủ và dân quyền cho Việt Nam, cả Việt Nam. Chính vì gia đình mình, chính vì mà những người mà thế hệ đi trước đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta có được ngày hôm nay, cho như anh Nguyễn Mạnh Chí cũng như Kimberly là thế hệ 1.5 và những thế hệ như con cái của mình sau này được hưởng. Thành ra Kimberly nghĩ rằng chúng ta có một cái trách nhiệm là chúng ta phải sát cánh và đồng hành với những người mà đang tranh đấu tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và rất rất mong là chúng ta một ngày nào đó sớm để chúng ta có thể trở về Việt Nam để ăn mừng cái ngày đó. Anh thấy sao anh Nguyễn Mạnh Chí? Dạ vâng, thưa với quý vị, những lời mà Phó Thị trưởng vừa mới thưa với quý vị, điều đó đã được chứng minh qua trong 2 năm làm nghị viên của thành phố Westminster. Nghị viên Kimberly Hồ trong lúc còn đang là nghị viên đã đưa ra những cái dự án rất là lớn lao cho cộng đồng của chúng ta. Thí dụ như cái đài tưởng niệm của các vị anh hùng, 5 vị anh hùng Tuấn Tiết đã được cất lên tại ở thành phố Westminster, nơi mà chúng ta thấy rằng là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà không ai không biết cả. Điểm thứ hai nữa, chúng ta thấy có những cái điều luật như vừa xong chúng ta đưa ra một cái điều luật là cho những người mà tổ chức những cái buổi mà nó có controversial đó thì phải báo trước cho thành phố trong vòng 10 ngày. Thì những cái đó là những cái thực tiễn mà người nghị viên hay là người phó thị trưởng ở trong thành phố có thể làm được để giúp cho cộng đồng của chúng ta tránh đi những cái vấn đề mà vấn nạn của cộng sản có thể lan tràn trên đất nước Việt Nam, trên đất nước Mỹ này, đặc biệt là thành phố Westminster, phải không thưa phó thị trưởng? Dạ vâng, như vậy chúng tôi xin được cảm ơn phó thị trưởng đã dành thời gian ngày hôm nay để thưa chuyện với lại CBN, và chúng tôi xin được cầu chúc tất cả quý vị có những cái một buổi gọi là hội thảo ở đây với lại mẹ nấm như Quỳnh thật là tốt đẹp, và đồng thời chúng tôi sẽ có dịp để được gặp quý vị sau. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.